Ê, chẳng phải đó là núi lửa sao? À, cái quái gì thế này? Tôi nhớ là bọn mình vừa mới ở trong rừng mà. Lại có một con cua bốc khói. Chả lẽ là những gì Gỗ Nổ nói là thật sao? Không đâu, cẩn thận. Chúng bom và quái giống nhau đang đến kìa. Chuồn thôi. Hay à. Thôi xong, bị vây rồi. Bây giờ làm sao mà Panda ơi?